Chào mọi người nha, thì lâu dữ lắm rồi Minh Tân bữa nay mới trở lại thăm ba đứa bé mồ côi nha mọi người. Ơi, đem ngủ riêng vậy đó hả? Rồi, bữa nay nhìn kìa. Nằm chơi Ừ. nè. Mặt ngoài kìa đấy trời. Trời ơi, ngủ mất gì hết con? Chị Ừ. say kia Mình biết nè. nhìn rồi. Mày biết nhìn nói chuyện dữ lắm. Nói chuyện dữ lắm Thấy không? rồi. Công Nó tắc cho ngồi mẹ là nè. con bé gì nhỉ? Nó ngồi trên đầu á. Ừ. Ngồi là con Bảo Anh. Bảo Anh ơi, chị Giờ Hai. chùm mặt cái con. Ừ. Chị Hai Ừ. ơi. Nó biết, Giờ cái này nó tỉnh. biết nói chuyện hay Biết nói chuyện dữ lắm rồi. Cưng không? lắm. Ui ông chi chi Cừ. chu bi chi. Hả xuống rồi. Đây nấu cái gì? Đây cái gối cho em. Cái gối cho em. Chưa lắm mang bà con chú ơi nè. Lấy thêm cái gối Đây. đi, lấy cái gối Có cho một em. gùi nè. Ừ. Con có một gùi nữa. Nè, Ơi, bữa hôm nay nay con nhìn lớn kìa. rồi em bà ơi, sợ vía nè. Ngáp Ai Đà Phật, thương lắm á. rồi. Lấy gối cho em này. Để xem nào. Ừ. Hức rồi, con bé Ừ. này hức ha. Đây, đặt đây. Ba công chúa. Bà công chúa đó. Kéo nữa. Ba công chúa. Giờ này Rồi, nó ngủ cái nhìn mặt kìa. áo tay dài. Máy này. Nhìn gì con? Bà anh Rồi. Ừ. Bà Nhìn anh vô máy nè, hả? bà quay bà anh nhiều chuyện nè, Ừ. bà anh nói chuyện nè. Ừ. Ừ. Ôi ôi chân mình kìa. Rồi, đây đây đặt nằm xuống cho khỏe đây. Úi rồi địch một bụng luôn Ừ. đụng tay Ba ba đứa đó người không? Bữa nay bị lớn rồi kìa. Đừng nóng á bà cái chú ơi. À nói Nào chuyện kìa đứa nào e hả? ơi quá Ừ. thương lắm á. Ừ. Ừ, hức gì hả con? Dương dài Ừ. à. Dương dài nè. Dương dài. Kìa kìa. Ba chị em à. Ồ kìa. Giờ không gì hả? Hả Thấy con? chưa ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú Mặt thấy à. cưng Ủa cái ngon. Mặt thấy cưng nha. Nè. Chậm giống mấy đứa về rồi. Ủa. Đẹp. Để chữa Ơi, lỗ 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 ừ, à, chạy sữa không? lắm. Ủa, nè, Đứa nào Dương e dài nè, hả? trong lớn nè. Hả? Đứa Ừ. nào hả? Anh chào ông bà cô Bảo Anh là chú. đứa nào? Minh Anh đâu? Đây bảo anh đây. Đây. Ủa? Mấy tháng rồi hả? 2 tháng mấy rồi đó, bông bông còn tính là nhiều hồi. Mấy tháng này con bông tính này đó. Nó chưa biết lặt hết à? Chưa cũng có đứa biết lặt rồi Có đứa biết lặt rồi đây ha? thôi à. Bó tay cho nó đi bà. À, mà bó tay Ôi ơi, đứa nào chu mỏ được ra hả? buồn buồn luôn. Chu mỏ là làm gì vậy? Ừ. Nó kỹ này nó nằm anh im chưa luôn à. Đây nè, có cái bớt ở tay nè. Hả? Cái gì đấy? Là giữa Cái gì đây. đấy? Út kìa. Nói chuyện rồi. Nó có, nó nói chuyện với bà nào. Em Nói thiệt đó. ơi, em à. Nói thiệt đó. Thôi Nói cưng rồi. thiệt đó bà Năm ơi. Anh Năm nói thiệt đó. Em Cưng không? đó. Anh nói thiệt đó, nó nhìn thẳng kìa thẳng vậy. Đau. Đây nè. Đau đau để cười cái cậy cười cái Ốc đấy, ốc đấy. Lên con sau cùng nó nhiều chuyện kìa. Ồ. Cái này biết Mình cái cười cơ cái rồi. cậy cười cái À, cậy. Đau Minh Anh à. Coi bà Năm coi. Cười với bà Năm đây. Nói chuyện với bà Năm coi. Nói không? Nói chuyện với bà Năm đó. Ở không nó rảnh nó nói chuyện dữ lắm đó. Trơn Bữa nay biết nghe rồi đó, đây, nó nghe nay biết biết chân chơi rồi đó. cái Minh Tân lại hay gì mà nó ngủ giờ nó chơi từ trưa giờ giờ nó mới nằm chút ngủ chút á. Thế nào nó chơi trưa rồi hả? Nằm chơi rồi Nè không con, ngủ luôn. bữa nay quay cái trong bà của chú người ta coi nè, lâu lắm mà người ta không coi được nè, người ta không thấy nè. Bảo Anh Ừ. nè, Minh Anh nè, Phương Anh nè. U Bảo Anh ơi cái đầu lép xẹp rồi Ừ. nè. Cái đầu Cái lép đầu rồi lép nè. xẹp bên này nè. Lép rồi. U Cái em bé này cười này giỡn Đó, nè. giỡn chuyện Hả con? Ừ. giỡn.
Nhìn thấy gì lạ lạ hả? Cái đó Minh Anh đó. Minh Anh đó. Minh Anh đó. Nè là Phương Anh nè. Phương Anh kìa. Lắc dữ anh rớt xuống này nè. Cái bớt nó bự nè. Bớt đỏ. Ừ. Nào xích xích vô với nhau đó. Coi nè. Chị em nằm kế kế không nè. Cưng không? Đó, mấy chị em nằm kế kế không đó. Nó xích xích vô với nhau rồi. Ông bà con chú ơi. Con chào ông bà con chú nè. Ông bà con chú kêu con đi thăm các con. Rồi, ba chị em xích vương rồi. Đấy, hôm nay cho bà con chú thấy các con nè. Ân tình của ông bà cô chú dành cho các con đây. Ba chị em là người thấy không? Nè. Trời rồi đó. Này bị lớn rồi đó. Xì rồi, xì rồi. Thấy cưng không? Ôi, ôi. Ê, ê hả? Xì rồi, xì rồi. Ê, hả con? Hả? Nó. Ê, hả? Ừ. Chặt gối rồi đó. Hôm nay bà nằm con chặt gối rồi đó. Ừ. Bà nằm con cho con nằm cái này đó đẩy đó. Ngủ không môi miệng nữa rồi. Hãy không? Hãy không? Ba chị em bé này cừ nè. Thấy không? Cừ hả? Cừ gì hả? Cừ gì hả? Cừ gì? Hả? Ba chị em nằm kế bên bên ha. Bảo anh là quậy nhất đó. Quậy nhất cho mày đó. Quậy nhất đấy hả? Chị quậy nhất nè. Còn cái chị này thì nhiều chuyện nhất kìa. Đó, chị nhiều chuyện nhất đó. Nhiều chuyện kìa. Nhiều chuyện nè. Nói chuyện với bạn ừ. Đó. Ừ, nói chuyện tay vư vư kìa. Bé này không như thế nào. Phải không? Cười hả con? Kìa. Nói chuyện với bạn này. Kia mê ngủ á. Ngủ hơn ghê. Ngủ hơn không? Ôi ơi. Ba đứa cả nhoi nè. Bé này làm như đói rồi nè. Miệng chép chép. Bú đó là vậy đó. Mới vừa xong bú rồi ngủ á. Mới bú á. Ừ. Em mới bú á. Bông mới cho bú rồi đó. Bông mới cho bú rồi đó. Ừ, con. Bé này đi cầu hay nè. À, đi cầu để xong đi là làm luôn. Vệ sinh luôn. Chị, tắm buổi chiều đâu tắm hay nào? Tắm à, chiều lau mình hả? Sáng lau, tắm. Lau chưa? Xong hết rồi đó, lau rồi giờ mới mặc đồ dài nè. Rồi hả? Chứ dắt đẹp chứ. Mà tối nó có vậy không mà? Điện cho ba vậy. Hả? Tối có vậy không? À, cũng hên xui nhầm bữa nhầm bữa mà năm nói nha mà năm nói rồi ôi chui mỏ chui mỏ tay nè lấy bình sữa cho bút bình sữa cho bút chế bình sữa tay rồi đó lấy bình sữa đi cừ 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 đùa bảo anh đó Minh Anh đó cười Phương Anh đó biết không cười Phương Anh nè bé này muốn lật qua lật lại nè. Ừ, nó muốn lật rồi đó. Nó muốn lật cái giờ là nằm nghiêng. Muốn lật rồi đó. Anh đó. Cái này là Minh Anh đó. Cười. Minh Anh đó mà năm ơi. Ừ, cười hả con? Tôi bóng bây giờ bóng. Nó muốn đói cái miệng nó kìa. Làm viết ra trong cái chai hay gì đó kìa. Cái miệng nó kìa. Đó. Minh Anh đó mà năm ơi. Lúc mới đem về bé tí rồi nè. Bây giờ gì đỡ lắm rồi nè. Chạy sữa rồi. Yeah. Lên được 5 mấy rồi. Mấy vậy ha? À, kệ đó, để đi xong rồi quay. Quay xong rồi. Trời ơi, cười hả con? Nhanh đi bông đổ ơi, chiếc ra bông ơi. Cười không cho bú dân nè, 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 thấy gì không? Đó. Bông cho bú. Bông lên cho bú. Bông. Trời. Nè, mở lên nè bông ơi, cho bông, bông, bông lại cho em bú đi bông. Đó bông. Em con bú bú nằm đi không có bông nữa ha. Nằm cũng được mà bò nằm được cho bú cho coi gì nè. Mình nằm đi hai hai bé này đi. Hai đồ mới cho nó đi. Rồi, mình nằm thay đồ mới luôn ha. Cho nó bú. Rồi, nằm lên đi con ẵm con cho bú đi. Nó dính rồi. Để bà nằm vệ sinh cho bé. Dính vô quần. Cho em xử vệ sinh chị. Con cho bú được không? Chưa kia dính ba chưa? Bông. Chưa. Đi yên bông cho em bú cho cái mỏ tút tút sẵn rồi
Tức sẵn à, rồi kìa. Bữa nay vô hâm mấy bé nó không người bú rồi, bị cân không? Ủa, ra, xích ra nhà để thúi không chịu kìa, xích ra nhà. Xích ra nhà chú thúi thúi không chịu kìa. Cho bú nó giờ không ngờ. Bình này hết trơn hay không? Hết chưa. Nút nó bóc bóc không? Đứa một người, đứa bớt. Cái đứa nhà nó chơi gắn mắt, nó kêu con gùi không? Thấy hả? Kêu con gùi hả? Gùi. Con gùi. Nó quên em gùi nó đi, hả? Nó đi nước rồi bà nè. Hả? Nó đi phân lỏng á. Đi mấy lần cho bú bà nè? Ba bốn lần vậy. Minh ơi. Minh. Minh nó trốn rồi nãy. Con cha vậy. Ừ. Đứa nào nằm đó hả? Hả? Đứa nào nằm đó hả? Hả? À, ừ. Thế nào? Minh Anh hả? Bảo Anh hả Minh Anh? Cái này hả? Cái này thì Bảo Anh. Bảo Anh nằm hả? Thúi vậy đó ha. Đói chưa? Đói bụng chưa nhìn? Nhớ không? Đói bụng không? Đã uống quá. Sữa không? Lâu rồi không qua mà. Lâu rồi không qua. Lâu cũng qua rồi. Ừ. Ừ. Mặc cái cưng không? Ừ. Nước cục nữa. Khát hết nước. Đứa này hả? Còn còn em mới lấy ra. Đứa nào khát nước là nước cục à? À. Khát nước hả? Bà hả con? Ừ. Ừ. Ở chẳng còn sữa hết Phương. Khát nước nha. Còn miếng. Khát nước nhiều không? Phải không? Ừ. Cừ. Làm như vậy nó này nhại lắm. Nó biết nghe rồi đó. Biết. Mở ra đầu tiên mà. Ra đầu tiên. Ừ. Cái nào trời trời á. Cừ á. Ừ. Cái miệng nó muốn nói chuyện á. Nói chuyện ra rồi. Ừ. Đứa nào? Đó. Ừ. Nó nói chuyện tới rồi đó. Tới luôn đó. Biết nói chuyện chưa? Biết đồ bú không? Uống sữa không? Hả? À. Nó sức phấn cho người đó. Uống sữa không? Ừ. Nó đáy hoặc nó chỉnh nó cuốn cuốn. Bắt cái bít sức sáng tắm sức chút rồi. Bé này ngủ rồi. Ờ đưa điện thoại đâu nhìn tới đó kìa. Nhìn cái điện thoại. Hỏi đi con. Nhìn cái điện thoại kìa. Trời ơi. Ừ. Cái nào nhìn cái điện thoại à? Hả? Nè, điện thoại nè. Ừ. Đứa nào nhìn nè? Bà anh đó. Hả? Trời ơi. Cái cưng không? Lấy máy của bà Năm coi. Chắc ba đang chạy xe chứ gì. Má bà đang sạc pin. Đó, chị già chuyện giờ thấy. Đó, chị già chuyện đó rồi. Chị già chuyện dữ lắm đó. Già chuyện lắm, để bà Năm dọn dẹp nha. Nha, để dọn dẹp nha. Nè, chừng 2-3 tháng nữa là lăn lắm lăn ạ. Lăn lắm, 2-3 tháng nữa đâu, nghe heo đòi đi chơi. Cũng không còn bao lâu, nó tới 100 ngày nữa rồi. Gần tới 100 ngày không nào? Còn bao lâu nữa? Ôi. Ôi 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 ôi. Cái cưng. Cái cưng. Cái cưng bà ơi. Hôm nay ông bà thấy rồi ha. Đó, hôm nay nhìn mặt cơ nè. Nói chuyện kìa.
mặt tư dối nè. Bé này ngủ rồi, chị này ngủ rồi. Ừ, đứa nào à? Hả? Ba Tâm đâu rồi hả con? Ơi ơi à ơi. Bé này cười hoài ha. Cười hoài à, đâu ngủ đâu. Mừng à. Ừ. Bố no rồi. Chắc chi. Đập vô cái thằng chị ngủ con chị hức. Thành lắm mới lau sữa em nè. Chị ngủ con chị hức kìa. Ôi ơi. Mà cái chú ấy chơi chết ấy. Hai cái tay để ốc chuối ơi là ốc chuối à. Trời ơi, trời ơi, đừng có đạp ơi. Đạp quá trời đạp ha. Ốc chuối nín đi con. Ăn kì kì à. Nó đói hết trơn hay vậy. Ăn kì kì à. Đói hết rồi Năm ơi. Ăn kì kì. Đói rồi, phải sửa, phải sửa. Ăn kì kì à. Mới bú no nè, ăn ba cái chuối ơi. Con mới bú no nè. Nè, con muốn no nè, mà có chú ơi. Ừ, muốn no. À, nói chuyện kìa, nói chuyện kìa. Bú no chưa? Minh Anh đó. Bú no chưa? Minh Anh đó. À. Bú chưa? Bú no chưa? Ừ. Bú no rồi hả? Bú no rồi nằm hả? Chị này đói nè. Gì vậy sao đói? Đói rồi nhựa nè. Không, chị nó ngày đòi ẩm lắm. Thế ẩm hả? Ngày đòi ẩm rồi chơi. Cái bồng đi ra trước rồi chơi không nào? Nó ra giỏng lại ngủ đó. Hai chị em ngủ đi ra trước đi dài dài rồi. Thế hả? Đó là đi già chị nghe ha. Đi già chị. Biết sao lúc này chiều tối cái mặt đồ, tối ngủ cái mặt đồ dài vậy nè. Rồi ôi tay, tay để nè. Ê, con nhỏ đó. Con nhỏ đó kìa. Ê, Minh Anh. Minh Anh chị nè, ông bà ơi, con nè. Bà, ông bà, cô chú ơi, con là Minh Anh nè. Minh Anh chào ông bà, cô chú nè. Quậy kìa, ngủ hết được luôn rồi kìa. Quậy ngủ được luôn. Đụng tao hoài luôn cho tao ngủ. Hai đứa nằm hai bên đụng hoài. Bực bội á. Đó, ngủ cái thợ mà hai mấy đâu thấy có mát đâu. Rồi, phải thêm nữa. Rồi. Giỏi quá, chị giỏi quá ha. Chị giỏi lắm. Biết vậy sữa cho em. Sữa cho em.